Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, với kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, phát triển mới, quan hệ mới trong hợp tác đầu tư giữa hai nước nói chung và giữa tỉnh Thái Bình và các đối tác Hàn Quốc nói riêng. Mới đây, tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị kết nối Thái Bình-Hàn Quốc. Kể từ khi Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 đến nay, quan hệ hợp tác giữa hai bên đã có những bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam sau Hoa Kỳ và Trung Quốc, với kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt trên 78 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,3% so với năm trước đó và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam với hơn 9.340 dự án, tổng vốn đầu tư đạt gần 80 tỷ đô la Mỹ. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết, hiện có 26 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 128 triệu đô la Mỹ. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP tỉnh Thái Bình đạt 6,68%, đứng thứ 14 trên 63 tỉnh, thành. Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Thái Bình có nhiều lợi thế vì nằm trong vùng ảnh hưởng của tam giác tăng trưởng kinh tế trọng điểm khu vực phía Bắc, gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, có hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi cả về đường bộ, đường thủy, đường biển và hàng không, nguồn nhân lực trẻ dồi dào, có tay nghề cao. Đặc biệt là một trong số ít địa phương của Việt Nam có khu kinh tế với quy mô gần 31.000 ha cùng nhiều cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư. Bộ Công Thương đề nghị cấp ủy chính quyền tỉnh Thái Bình tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư bảo đảm đồng bộ và khả thi, đồng thời đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện hạ tầng các khu kinh tế và hạ tầng khu công nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tăng cường cải cách các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm thu hút các nhà đầu tư, triển khai các dự án phát triển các ngành công nghiệp có tính chất nền tảng mà tỉnh có lợi thế như công nghiệp vật liệu, công nghiệp hỗ trợ, hóa chất, chế biến, chế tạo và điện tử theo đúng quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Tại sự kiện cũng diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh với Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam KoCham, ký thỏa thuận nguyên tắc cho thuê đất và cơ sở hạ tầng giữa công ty Green iPark và công ty trách nhiệm hữu hạn Genis International Việt Nam.